Ngày 31 tháng 7 vừa qua, nhóm tuổi vàng của Hội Người Việt Maryland MVMA tổ chức buổi picnic tại Cunningham Falls State Park, thành phố Thurman, Maryland, cách nơi sinh hoạt của hội 1 tiếng lái xe. Hội đã chuẩn bị sẵn 110 gói breakfast cho các cô chú trước khi lên xe bus ăn sáng, lót dạ, bao gồm bánh mì ngọt, bánh mixed nuts, chai nước và kẹo gừng. Buổi picnic ngoài trời là cơ hội tốt để người Việt ở Maryland tụ họp, gắn kết và chia sẻ niềm vui, cùng nhau chơi game, thi thố tài năng. Người thắng được món quà tuy nhỏ bé nhưng là một kỷ niệm đáng nhớ. Buổi picnic kết thúc vào lúc 2 giờ trưa và mọi người cùng nhau lên xe bus trở về nhà. Đây là buổi picnic của hội Ái hữu người Việt của hội tuổi vàng dưới sự bảo trợ của hội Ái hữu người Việt MVMA. Một năm thì hội Ái hữu người Việt tài trợ cho hội tuổi vàng cho những senior là từ tuổi 65 tuổi trở lên từ ở quận Montgomery County. Buổi này là buổi picnic thứ hai trong năm. Hội mướn xe bus chở tất cả thành viên của hội tuổi vàng đi dạo ngoạn. Thì mới đầu thì chỉ thường năm ngoái rồi thì chỉ có một chiếc xe bus là cỡ hơn 50 người, nhưng mà chuyến này mới ngày đầu tiên đã ghi danh là hơn 80 mấy người, rồi sau đó rồi họ gọi vào thì nó là hơn một xe bus chỉ có 108 người thôi, nhưng mà cuối cùng là lên tới 110 mấy người. Thì thành ra là em là Tuyền Phạm, là project manager của MVMA, cho cũng là phụ trách cái chương trình hội tuổi vàng, thì mới bàn với chị Thảo là giám đốc của hội Ái hữu người Việt MVMA, nói rằng là bây giờ nó đã over, một chiếc xe không bớt không đủ, cho nên xin hội tài trợ cho chiếc nữa. Thì thế là 2 chiếc, thì vẫn sau khi họ ghi danh xong rồi vẫn bị over, thì thành ra cuối cùng là có một số người phải waiting list. Nhưng mà khi mọi người đến thì cái vấn đề đó là khó khăn là mình phải đậu xe, là mình không có đậu xe, có chỗ để đậu xe. Thành ra đó là phải sáng sớm, mà nói 8 giờ mọi người đã, 7 giờ đã tới rồi. Và phải xe, cái khó khăn là mình phải và sắp xếp cho họ đậu bật kinh trên đường, rồi mọi chỗ để cho đường cản trở lưu thông cũng có, để có bật kinh, để mọi người có chỗ bật kinh đậu mà mình không phải đậu nhiều quá trong cái chỗ sinh hoạt. Thì cuối cùng thì mọi người cũng được lên xe bus. Tổng cộng là 98 người. Lúc mà mọi người ghi danh là 110 mấy, nhưng mà có một số cô chú không được khỏe đã cancel. Thành ra cuối cùng là cũng xe bus cũng còn chỗ, không có phải người nào phải lái xe đi theo. Đó là cái điều mà con rất là mừng. Con sợ con cũng muốn bỏ ai lại, nhưng mà cuối cùng là mọi người đã được lên xe bus, và 2 chiếc xe bus cũng vừa đủ, chỉ dư được vài chỗ thôi. Thì khi lên thì mọi người có một cái brown bag để mà có chút nước với đồ ăn sáng, nhưng mà khi mà đồ ăn trưa thì mới có chút tự túc. Một chút xíu mọi người bây giờ ăn uống xong rồi mọi người có thể đi dạo xuống nước chơi, rồi một xíu rồi con sẽ chơi game, con cho bốc thăm này nọ để mình được giải thưởng, bốc thưởng là trong cái tích kịch mà con trung thực cho mọi người. Tham gia cái cuộc picnic của hội tổ chức này tôi rất là hài lòng, rất là cái hội này rất coi như là rất là thân thiện, rất là vô tư, rất là không có cái gì gọi là vụ lợi hết, tức là tổ chức một cách cho toàn bộ ai cũng thấy rất là vui hết. Bản thân tôi cũng rất là vui cái hội này, đi mà nay gặp lại trời cũng lại thương nữa, cho rất là mát giống như là ở trong nhà mở máy lạnh hay. Mọi người rồi ai cũng giống là thân tình lắm. Người này đem chút, người kia đem chút, rồi góp lại cùng ăn với nhau. Không có cái tính cách gì gọi là bề phái hay chia rẽ giống như những cái hội khác hết. Đó, cho nên cái hội này tôi thấy rất là, bản thân tôi đã tham gia cái hội này, tôi thấy hội này rất là tuyệt. Tôi đã sinh hoạt và đã vô trong cái hội này từ đầu cho đến bây giờ. Tôi thấy cái hội này rất là tốt, không có vụ lợi gì hết. Hết mình tận tình và giúp cho những cái người già như chúng tôi tới đây sinh hoạt rất là vui vẻ, rất là thoải mái, rất là yêu đời.